Em nghĩ trong đầu em sao này dê dữ vậy. Em tưởng là anh dê nhưng mà thực ra là anh có dê thiệt không? Có, chị đi ăn xong liễu cà phê là có dê. Dê, dê mà dê thì sao? Cũng dê tinh tế lắm. Lần đầu tiên mà nghe cái câu dê tinh tế vậy à? Bây giờ mà nói ra thì nó không có dê, anh chỉ là yêu em dịnh thôi, nhưng mà dịnh cái gì mà lên nuốt tuốt trên đây sao em kẹp lại. Thì bao lâu rủ thì cổ mới đi. Đang hay là em được em test hàng rồi, em coi hàng hóa sao em mới test rồi được rồi, nhưng mà cũng phải thử chứ. Dạ chưa thử, ấy là thử chắc là 10 ngày sau rồi. Đến 5 giờ lúc em thử em 3-4 lần á, cảm thấy tình hình em không được rồi, em kêu rồi. À giờ vậy đi, em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha. Em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha. Ổng nghe thằng ổng bắn nhà vệ sinh. Ông đi ói. Ông đi ói. Đậu xỉn ông ói. Chứ bạn nghe nghe đề nghị xong đi ói. Xong hốt anh xong rồi cái đi chở em về. Lớp đó 7 giờ mấy sao á. Buổi sáng đi nhà vệ sinh 1 tiếng. Tối 1 tiếng. Trước khi ngủ 1 tiếng. Nói chung cả ngày vô nhà vệ sinh là mấy tiếng đồng hồ. Một ngày ảnh dành 3 tiếng đồng hồ cho cái nhà vệ sinh. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Anh tên là Hoàng Sang. Năm nay 42 tuổi. Công việc của Sang là gì và ở đâu? Em đang kinh doanh riêng, mở công ty riêng. Hiện em đang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mời vợ. Dạ em chào chị Hồng Vân Quảng Quốc Thuận ạ. Em tên là Trần Thị Bích Sương, 25 tuổi ạ. Hiện tại là em đang làm phun thuật thẩm mỹ. 25 tuổi. Dạ. Và ông xã thì 42 tuổi. Dạ. Con giáp rưỡi. Con giáp rưỡi, như vậy là lần đầu tiên gặp nhau chắc kêu ảnh bằng chú đúng không? Dạ không ạ, kêu bằng anh bình thường. Kêu bằng anh bình thường luôn. Gặp nhau trong trường hợp nào? Em mua máy tinh dầu ở chỗ khác xong em bán vốn. Tức là em kinh doanh về máy tinh dầu đúng xong không? Thơm dạ. Gì? Dạ. Trời bây giờ còn ơi. Không? Dạ đang kinh doanh thôi. Chị đang cần luôn đó. Công ty riêng của em là đang kinh doanh về máy khuếch tán tinh dầu đó. Cho nhà hàng, khách sạn, karaoke. Dạ, tất cả dạ. Những không gian mà cần về cái mùi hương thì em sẽ set up vào trong cái cơ sở đó. Có nghĩa là lúc đó là chat chip. Có nghĩa là em tìm kiếm khách hàng thì vô tình thì cô nương này mới đi chơi rồi mới thấy cái máy của em ở trong một cái cơ sở của một cái quán. Em ghi trên cái tem đó là số hotline, là số đem giữ. Thì cô ấy mới kết bạn. Sau đó rồi hỏi về máy, hỏi giá xong rồi cái đi mới mua ở mua chỗ khác. Chỗ khác. Đến rồi khi... lúc đó cái máy bao hư. Dạ, máy trục trặc gì đó xong rồi cái nhắn qua cái mới nói là máy hư. Hai bên thì nói chuyện với nhau xong em mới nói là cái máy nào. Mới gửi cái máy đó lên, nói hôm máy này anh không có bán cho em nha. Cái quá bên anh không bán dòng máy này. À. Xong cái bây giờ mới nhớ ra mới mua bị lộn. Cái bị hố. À, dạ bị hố. Rồi có xin lỗi sang không? Dạ cũng không đâu. Trời đất ơi. Nói chung là không hề thấy là xin lỗi hay là nói gì hết, rồi em cũng chủ động để em nói chuyện. Tại avatar. Dạ chưa. Dạ sau đó cái em mới về em mới kiểm tra trên avatar rồi bên Zalo á. Rồi thấy cái mặt còn sao? Dạ xong thấy cũng dễ thương. Coi như mắng lộn người mà lời ông chồng á. Lời nguyên ông chồng luôn. Chồng em kêu là mua máy rẻ một tí xong rồi hư rồi không ai bảo hiểm. Còn mua chỗ anh thì mắc hơn chút xíu nhưng mà anh bảo hành cho. Xong em mới nói khuyến mãi luôn. Em cần gì mà mua mắc làm gì, bây giờ em cưới luôn cái ông sửa máy luôn. Khuyến mãi nguyên ông chồng luôn. Trời ơi, đất ơi, ai lời với em. Rồi em thấy dễ thương rồi sao? Rồi em lên kế hoạch luôn. Em... Sao em mới kể nghe? Rồi kể đi. Em mới nhắn lại vậy thôi để mới đầu để anh đổi cho em cái máy đó. Sao đổi những máy mình mất tiền hay sao lại đổi? Cái em không chịu. Dạ, thôi để anh cho em cái máy để em anh gắn cho. Em không có tham lam, em kêu thôi vậy thôi, chắc em có rồi chứ không khỏi không có lấy nữa. Nhưng mà lúc đó là thấy mặt nhau trên avatar chưa? Chỉ nói nhắn tin thôi. Xong rồi em mới qua em kể cho cô giáo dạy phun xăm em nói chị ơi, có cái anh này anh kêu tôi cho em. Ý chị đang cần nè, hỏi cho chị đi. Ôi để nó ảnh cho chị. Em cũng ngây thơ lắm, em nghĩ là chắc em cho thiệt. Nói anh ơi, anh cho cô giáo em đi, cô giáo em cũng thích cái này em nè. Cô giáo cũng lưu số với mấy em vậy nè. Sao kêu là để qua tuần sau có gì anh sắp xếp anh qua anh gắn cho nha. Những cái gì mà liên quan tới em á, anh muốn tự tay làm. Đến giờ em vẫn chưa thấy cái máy cái tinh dầu đâu luôn. Đến giờ em vẫn chưa thấy cái máy cái tinh dầu đâu luôn. Trời đất ơi, dẻo tay dẻo mỏ quá trời quá đất luôn hả? Trời đất ơi. Ủa, vậy mà sao ông lấy được vợ hay vậy ta? Mà con bé này nó cũng ngộ nữa. Nghĩa là hứa mà không thực hiện mà nó cũng lấy nữa. Cũng tại vì khi nào mới gặp nhau ngoài đời? Em chưa quen á thì chắc em qua em lắp rồi. Nhưng mà hên quá cái khoảng tầm một tuần sau thì em chưa kịp qua lắp thì em có hẹn, em hẹn là đi chơi chủ nhật đi chơi thì cũng mấy mà ngày hẹn đó. Mà hẹn là hẹn như thế nào, hẹn qua lắp máy hay là hẹn dạ, em, cà phê? Em hẹn đi chơi đúng cà phê. Cái nội dung em hẹn người ta là em dụ người ta cách nào chị biết không? Tại vì em đã có hứa em cho rồi. Đó, cho nên em được hẹn. Dạ. Thì bởi vậy hẹn là anh tư vấn cho em những cái máy mà khuếch bé... trương mùi nó ra làm sao đồ ABCD. Mà con bé này nó muốn có một quà tặng bà cô nó đúng không? Rồi sao? Rồi sao? Cái lần đầu tiên gặp nhau. Nghĩ là lần đầu tiên gặp thì em mặc một cái đầm màu đen, cột hai dây ở đây. Em nhìn thì nó không phải hở lắm nhưng mà chồng em thì thấy hở lắm. Thế là chồng em không để ý. Xong em mới gọi là anh có mang nón bảo hiểm cho em không? Em mới tưởng là đi xe máy, cái anh có mắt rồi. Cái em đi ra là không quá là số 2 hết. Xong nhìn hồi cái rồi thấy mặt cũng một đồ đen luôn. Tại vì có hẹn trước là mặc đồ đen. Xong rồi mới đi qua Vũng Tàu ăn ốc tự nhiên. Nhưng mà lần đi xe hơi đi xe máy? Lần đầu tiên em gặp cái con người này em thấy sao? Cũng điềm tĩnh, cũng yên ắng. Tại vì em nói như cái máy vậy thế nên im lắng là được. Cảm thấy sự tin tưởng không? Mà dám đi tới Vũng Tàu. Vũng Tàu cũng là nhà em mà, em đâu có đi xa đâu. Em sợ. Rồi còn Sang thì sao? Cảm nhận của em như thế nào vậy cô này? Nói chung là thấy thì rất là thật thà nhưng mà cũng nói khá nhiều, nói chung là nói nhiều lắm, nói chung là có cái tính là nói chuyện rất là vui và chân thật, trẻ trung, nó dễ thương, cảm mến luôn. Nhưng mà lúc đó em có ràng buộc gì chưa? Dạ chưa chị,
Là không yêu luôn. Tăng luôn hả? Dạ chưa. Cách đây bao lâu rồi? Dạ mới quen cưới luôn là 5 tháng ạ. À. Trời ơi, mới cưới luôn hả? 4 tháng dạ, à. Cũng lâu quá. Tạm cưới nè. Cái lần đó là đi Vũng Tàu mà đi uống cà phê hay đi ăn? Đi ăn ở tự nhiên xong thế là gấp lột đồ cho em ăn như là con vậy. Em cảm thấy có một người cha mới, em rất là thích. Xong cái lúc đi vệ sinh đó thì mới phát hiện là cái váy của em nó hở, nó là cột cái dây, cầm cái dây kéo lại em kêu quá. Sao em nghĩ trong đầu là sao này dê dữ vậy? Em tưởng là anh dê nhưng mà thực ra là anh có dê thiệt không? Có, chị đi ăn xong đi uống cà phê là có dê. Dê, dê mà dê sao? Cũng dê tinh tế lắm. Lần đầu tiên mà nghe cái câu dê tinh tế vậy à? Bây giờ mà nói ra thì nó không có dê, anh chỉ là yêu anh Vịnh thôi, nhưng mà Vịnh cái gì mà lên nuốt tuốt trên đây. Xong em kẹp lại. Lần đó là đi chơi tới tới tối rồi về hay sao? Dạ thì tới tối thôi anh ơi. Đang trở về nhà thì gọi mới hỏi em một câu vậy nè. Em ơi, ở mấy tối này em ở lại với anh được không? Quái lạ sao mới đi lần đầu hả? Mới lần đầu mà làm đi rủ đi bậy bạ này. Em kêu không đi đâu. Sao mới nó đi lần đầu mà đề nghị một cách lộ liễu như vậy? Hình như lúc đó em như em cố tình thì em cũng muốn thử thôi. Dạ giống như là thử coi coi và hỏi coi đi không. Nhưng mà nếu mà đi là em đi liền luôn á. Nhưng mà hên quá không đi. Dạ. Hôm đó nếu mà chịu đi là em cũng đi khách sạn luôn đó. Đúng không? Đúng không? Cũng thử thôi chị. Thử hoài. Nhưng mà về khi mà thấy cô ấy phản ứng là không đi thì về có suy nghĩ gì về cô ấy? Suy nghĩ. Sau đó bắt đầu là quen rồi được nói chuyện đó, thì bắt đầu là cứ nói chuyện và hẹn tiếp. Bao lâu thì rủ thì cô ấy mới chịu đi? Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng rủ. Em đi làm xong chở em đi làm xong về chở em về mà. Không, nhưng mà lần nào cách cái lần mà lần đầu tiên mà rủ cổ đi khách sạn mà cổ đi đó thì bao lâu rủ thì cổ mới đi? Ba ngày là em được em test hàng rồi, em coi hàng hóa sao em mới chốt. Test rồi được rồi nhưng mà cũng phải thử chứ. Dạ chưa thử, ấy là thử chắc là 10 ngày sau ạ. Em kể chi tiết coi. Anh đi nhậu đi, đi làm ăn gì đó từ trưa cho tới tối luôn, sao em đi làm về chở em về, về chở em đi chơi. Cái mà nói coi giờ anh mệt quá rồi, anh không thể nào anh chở em về được nữa. Cái đậu xe ngay giữa bãi sau. Anh kêu thôi về đi giờ ngủ đi tạm đi, sáng là chở em về. Em ngủ được có tiếng 2 tiếng em dậy rồi 4 giờ rồi, 4 giờ. Bỏ đồng hồ lên. Anh chở em về đi, chở em về để hàng xóm tao thấy người ta nói. Đúng rồi có trở về. Xong trở về thôi nha. 4 giờ xong không ngủ tiếp tới khều khều nó anh biết rồi, anh biết rồi tới 4 rưỡi em khều tiếp kêu rồi anh biết rồi tới 5 giờ luôn em khều về 3-4 lần á, cảm thấy tình hình này không được rồi em kêu lại thôi bây giờ vậy đi em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha em cho anh hốt cái lại giờ anh chở em về nha ổng nghe thằng ổng bằng cái nhà vệ sinh ổng đi ói đậu xỉn ổng ói chứ mà nghe đề nghị xong đi ói xong hốt anh xong rồi cái đi chở em về lớp đó 7 giờ mấy sao á. Ủa cũng cái này cũng trễ nữa hả? À là lúc đó mấy giờ? Sáng rồi mới đưa về. Lúc đó cũng đã lâu rồi. Được cái là ngày nào thì cũng gặp nhau hết. Tối nào em cũng qua đón đi chơi. Rồi đi chơi xong rồi về. Quấn quýt với nhau cũng một thời gian. Sau đó thì em mới đề nghị. Dạ nó vậy thôi. Thật ra như thế này mình biết là Sang cũng có một chút ngại. Nó ngại. Nó ngại. Cái chương trình này nói là vậy. Nó không có gì ngại cả mà mình thấy nó rất là thật. Nó dễ thương. Bạn này rất là thật. Vợ của Sang rất là thật. Với cái thứ hai nữa, ủa các bạn quen nhau 10 ngày mà. Trời, có những cặp vợ chồng hả? Sáng quen là tối luôn rồi đó. Đúng rồi, nhiều lắm. Sau cái buổi sáng định mệnh đó, ảnh có muốn đặt một cái vấn đề nghiêm túc với em hay không? Dạ có. 2 tuần sau là ảnh qua nhà em, xong sau đó 1 tuần là em qua nhà ảnh. Là bắt đầu... Hai bên gia đình sao sao? Cái chủ định mà là cái này là mẹ bắt cưới vợ, có nghĩa là tại ông già rồi. Dạ, mẹ nói là giờ lớn tuổi rồi, con nhớ là lấy vợ, mẹ còn khỏe rồi mẹ còn phụ cho ha. Còn mà em là mấy anh chị em? Dạ cũng 8 anh chị em. 8 Sang thứ mấy? Dạ Sang là Út. Út. Trời ơi. Vậy là bây giờ mẹ yên tâm rồi. Mấy anh chị kia chắc là có gia đình hết rồi. Dạ. Giờ chỉ còn bé Sang thôi. Bé Sang là bé Út cuối cùng. Thì thật sự là cũng cả nhà rất là vui. Dạ. Lúc mà lấy thì nghe tin là lấy vợ thì từ xưa đến giờ Sang cũng lười lấy. Dạ. Thì sau khi mà nhưng mà khi mà nói với mẹ là cưới vợ á. Có cho mẹ coi hình không? Dạ có, đúng rồi. Có chụp hình, có gửi cho mấy anh chị, có mẹ rồi về xem. Mẹ ưng không? Mẹ dạ, mẹ khoái lắm. Dạ. Mẹ phải phái liền luôn ha. Rồi còn gia đình của Sương thì sao? Ba mẹ em có tiêu chí là con cá ưng đâu cả đó, nhưng mà khổ không được có thừa. Trước ngày đám cưới bên nhà gái một ngày, ba mẹ em mới lên nhà chồng em để mới biết nhà chồng em đi làm đám cưới kết hôn. Mẹ em hỏi là nên cái kết hôn nhà vậy? Bên nhà Sương thì có mẹ một cái hay đó. Có anh đại diện qua 2 lần, nhưng mà bên nhà thì nó rất là bình thường, nói chung là cũng không có đón một cái nồng nhiệt, có nghĩa là cũng gặp nhau rồi mọi cái vấn đề mà về cưới sinh là hầu như là giống như là thoáng luôn, có là làm cho nó đơn giản nhất. Sương cũng là Úc, còn nhà Sang thì nó khác chút xíu, cũng mong muốn là nó phải ok, nói chung là làm gì đó hoành tráng lên. Thằng Út mà. Dạ, đúng rồi. Trời đất ơi, mẹ đám cưới chắc lời dữ lắm ha. Tại mấy anh chị đi ta nói là tại vì Út mà chị. Út mà. Trời ơi, anh chị cho dữ lắm. 7 người anh chị chứ bộ đâu có đơn giản. Còn bên này cũng được cho luôn. Nhà em cũng 8 người, em cũng Út luôn à. Thôi đất ơi, gia đình cộng. Rồi bây giờ mình qua tới cái phần kia đi. Cái phần kia đi, học cưới nhau 5 tháng rồi. Anh Sang á, anh có những cái tật gì mà Sương chưa đồng ý?
Dạ có cái là buổi sáng đi nhà vệ sinh 1 tiếng, tối 1 tiếng, trước khi ngủ 1 tiếng, nói chung cả ngày vô nhà vệ sinh là mấy tiếng đồng hồ. Một ngày ảnh dành 3 tiếng đồng hồ cho cái ngày vệ sinh. Vậy là hao nước dữ lắm nè. Vào đó là thích mùi thuốc lá, vô đó là hút thuốc lá suốt ngày. Thuốc lá. Rồi. Đúng rồi, ông hút thuốc lá. Xong tới lượt em đi vệ sinh là em muốn xỉu nó luôn. Rồi. Con ghen không? Tại vì vợ quá trẻ. Dạ cũng không. Chồng có cho mặc đồ hở hang đồ. À, dạ chồng em không cho mặc đồ hở hang. Ừ. Vì ngay từ đầu mới quen nhau là đã chê cái đầm là bị hở rồi đúng không? Dạ, cứ kêu hỏi em là có bán cái đầm này bao nhiêu tiền anh mua hết à. Em mong muốn anh sang thay đổi điều gì? Nếu mà giờ kêu mong muốn chồng em bỏ thuốc đi thì chắc khó lắm. Giờ nếu mà vậy thì một là bỏ luôn, hai là hút nhiều double lên để em lấy chồng khác luôn chứ. Tại kêu bỏ thuốc thì không bỏ. Bỏ thuốc hơi bị khó đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà em chuẩn bị muốn có con bắt buộc em phải bỏ đó. Đúng rồi. Dạ, dạ. Mình khuyên thật lòng là nên bớt. Bớt đi. Khi mà bớt quen rồi bỏ luôn. Bây giờ tới Sang đó, vợ có những cái tật xấu nào? Nói chung là chỉ có một cái thôi là nói nhiều lắm. Dạ. Đó, thứ nhất là, thứ hai nữa là có một cái tật là cứ đi chơi á thì cứ hay mang cái đồ mà nó cứ hở hở. Dạ. Em thì nói chung là em cảm thấy nó rất là khó chịu. Dạ. Khó chịu, đặc biệt là hồi xưa lúc mới quen á thì chắc cũng thương đó chứ thật sự nó khó chịu lắm. Em thì lớn tuổi rồi, vợ thì trẻ hơn. Mà đi chơi thì tối ngày cứ mang ba cái đồ mà giống như baby, cái của mà cái tuổi mà 18, 19 à. Rồi cái áo, cái quần thì cứ hồng hồng, xong áo nó cứ ngắn ngắn, ngắn hở hở. Đầm thì lúc nào cũng sẻ sẻ vậy. Có nhiều lần là nói luôn là thật sự là em cảm thấy em thấy vậy là thật sự là cũng ngại luôn. Ngại đi chung luôn đó đúng không? Đúng rồi, cứ nhắc hoài nhưng mà cũng có thay đổi, xong rồi cứ xong rồi lại cũng đâu lại làm như vậy. Đến giờ cả tủ đồ toàn là đồ hở không? Đồ mà kiểu mà quá tin đó đúng không? Dẫn vợ đi siêu thị, dẫn vợ đi trung tâm mà nhiều người tưởng là dẫn cháu đi đúng không? Cháu xương, cháu xương phải lưu ý cái đó nha, cháu xương. Thế mong muốn vợ thay đổi đi gì? Thì cái tủ đồ thôi, nói chung là ra đường thì sao cho nó phù hợp đi với chồng. Tại vì có gia đình rồi đúng không? Gia đình rồi. Thôi chứ không phải là tin nữa. Rồi bây giờ thử hỏi Sang nè, là Sang có bao giờ tặng đồ, tặng những cái trang phục mà Sang thích, thích vợ mặc? Dạ, Sang không có tặng, nhưng mà Sang sẵn sàng, Sang góp ý là Sang tặng để Sang mua, để lựa. Tại vì thực sự ra đồ thì khó lắm, khó để mà tặng lắm. Tại vì mình muốn cái đồ đó, nhiều mình góp ý, à cái đồ đó nó đẹp đẹp lắm, sẽ sẵn sàng mình dắt đi mua khổ một cái, cũng không có cái đồ nào phù hợp hết á. Cặp mắt của vợ thì lúc nào cũng thích một cái kiểu khác. Mình góp ý, mình thấy cái đồ đó là nó đẹp, nhưng mà không chịu. Sương á, sau khi lấy chồng rồi á, có đi chơi với bạn bè không? Lâu lâu cũng có chứ mà không thường xuyên như trước chị. Thì bây giờ đơn giản, bây giờ đồ của Sương á, cái đồ mà Sương mua á thì là Sương để khi nào đi chơi với bạn á Sương hãy mặc. Còn á bây giờ á Sương sơ cua khoảng chừng 10 bộ để mà đi với chồng. Ở nhà có em với chồng thôi cho nên em mặc đồ gì em mặc á. Chứ không ít ra được. Giờ cũng ít đi chơi rồi. Để cho anh tự tin hơn khi mà anh đi chung với mình á. Hồi nãy là ý kiến của chị Vân anh thấy là rất là hay đó. Tức là em nên có một cái tủ đồ với những cái bộ đồ, những cái trang phục mà mỗi lần mà mình sánh vai với ông xã mình. Em cũng có một đồ đó mà, tại em không kể. Ý là bây giờ cứ khi nào đi với ổng á, kể cả tiệc tùng hay là ở ngoài đường á, cái vai đẹp á thì mình cứ mặc cái đầm dài nhưng mà đứng đắn chút xíu, nhưng mà mình hở cái vai thôi. Dạ. Yeah. Ok không? Dạ, quá ok. Nhưng mà rồi chừng nào muốn có em bé nè? Dạ, giờ đang trông mà. Ông muốn chúc đi. Anh chúc cho vợ chồng của Sang với Sương nha. Trong năm nay sẽ bác sĩ sẽ báo tin vui. Dạ, dạ. Rồi qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần, một con rồng nhỏ xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng. Dạ, chúc mừng hai vợ chồng. Rồi có tin vui, nhớ gửi tin nhắn báo cho chương trình biết để mà anh với chị Vân sẽ chúc phúc cho hai vợ chồng. Đúng rồi, dạ. Chúc phúc với lại nghe cái việc đó với mọi người ha. Cảm ơn hai bạn. Chào Sơn. Em là Phúc Hà, 29 tuổi và là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ, em tên là Bích Hạnh, 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Hai nhân viên văn phòng gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Trong văn phòng. Đây tên là văn phòng. Trong phòng đâu, văn phòng. À, văn phòng. Văn phòng. À, đúng vậy không? Dạ không. Cách đây 6 năm á, em mới là sinh viên năm nhất á, thì bước vô trường thì bị bốc lên văn phòng đoàn khoa liền. Thì cái chị bí thư khoa mới gọi em cho chồng em, hiện lúc đó là phó bí thư đoàn trường. Thì mới nói là em xuống em cua chị, tại anh đó rất là chạnh mà đáng ghét nữa. Thì lúc đó em mới bắt đầu lập kế hoạch. Lúc mà em đi xuống em gặp anh này, em thấy ảnh là chảnh chạy không? Cũng chạnh, nhìn cái mặt rất là nghiêm nghị, khó chịu, không có dễ gần. Và cảm xúc của em sao? Không thích không ghét, chỉ muốn chinh phục được thôi. Nói chung là vừa vừa đúng không? Dạ đúng rồi. Lạ lùng vậy, không thích không ghét nhưng mà thích chinh phục. Thì chưa biết gì hết. Chinh phục cho bỏ ghét. Dạ đúng rồi. Thế còn em thì sao hả? Em không có ưa mấy cô mà bí thư đoàn mà từ trường cấp 3, bởi vì thấy các thầy cô là bảo bọc nhiều. Đó, thì em mới bắt chờ bỏ ghét. Là bắt em chờ 1 tiếng đồng hồ để phỏng vấn ứng viên á, nhưng mà làm việc với em đúng 10 giây. Đó là thôi em dọn dẹp, em dọn mail đi, và hiện tại cái mail đó giờ vẫn chưa đọc sau 6 năm. Trời. Nhưng mà là hai em là sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu? Dạ không. Em là ở ngoài Nam Định. Em ở Bình Dương ạ. À, ở Bình Dương với Nam Định. Dạ. Nhưng mà học cùng trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sao em nói tiếng Bắc? Dạ, gốc của ba em Hà Nội.
À vậy hả? Rồi bây giờ hiện tại là hai em đang ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi. Rồi em kế hoạch chinh phục anh này là như thế nào? Cũng đơn giản lắm, cứ tấn công liên tục thôi. Đó, lúc nào thì anh được? Dạ anh độ ngay sau đó luôn ạ. Tại vì cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau á là em chủ động nắm tay, em chủ động hôn luôn, cái xong độ luôn. Ờ dạ độ luôn vậy đó, chủ động hôn luôn. Dạ đúng rồi. Trời số có phước dễ sợ luôn à. Vậy hỏi em nè, yêu bao nhiêu lâu thì cưới? Dạ yêu nhau đúng 5 năm. 5 năm, trong quá trình yêu á là có ghen dữ không? Vợ em ghen chuồng, ghen chúa luôn. Vợ em ghen sao ra kể cái ví dụ sao mà nói là ghen dữ dội? Tại trước quen vợ em thì em cũng quen một vài người. Xong rồi sau đó thì cũng chia tay rồi, nhưng mà thường thường như tính em thì nếu chia tay thì vẫn là bạn, vẫn nói chuyện qua lại, cũng vẫn chat qua mạng rồi hỏi thăm này kia. Vợ em là lấy máy tính vào coi chat những cái gì, xong rồi sau đấy lại còn hẹn gặp mấy cái cô bạn gái cũ nữa, từng cô một, từng cô một, xong rồi đến lúc mà hẹn xong rồi về mới kêu đến đón. Mỗi lần hẹn vậy là lo lắm, mà không biết có chuyện gì xảy ra không. Lý do gì mà vợ em lại đi gặp? Thật sự mình cũng chưa tin tưởng hết, nên em muốn tìm hiểu xem chồng em thật sự là con người như thế nào trước kia là thứ nhất. Với thứ hai là em muốn biết là mấy cô đó có đẹp hơn em không. Tại nhìn qua hình trên mạng thì thấy ai cũng lung linh hết mà không tin tưởng được. Cái người nào đẹp hơn thì em mới tiếp xúc có cảm tình, nói chuyện làm bạn người. À không, cái người nào xấu hơn chứ quên. Là mới tiếp xúc có cảm tình làm bạn, người nào đẹp hơn em ghét lắm, không biết sao nữa. Trời ơi, dễ thương, dễ sợ luôn. Coi như là tính không có ganh tị. Dạ, em tốt tính lắm. Rồi có cô nào á là gặp xong rồi gây lộn, chửi lộn không? Dạ, có một cô không gặp, chửi quá trời luôn. Vậy hả? Tại cô đó đẹp quá. Sao á, chửi cho bỏ lướt. Vậy đó hả? Rồi dạ. Mấy cô kia làm sao? Dạ mấy cô kia thì hiền lắm, nói chung ai cũng đẹp. Thành ra mình cũng hiền theo, mình cũng xui theo vậy đó. Nhiều khi mình giữ qua người ta đánh giá mình không tốt. Cho nên là em cũng diễn lắm, mình phải giữ thể diện cho chồng mình. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ người yêu cũ của cô này cũng gặp hết rồi. Bây giờ về nhà chắc đâu còn ghen nữa. Bây giờ ghen dữ hơn còn ghen với cả. Trời đừng nói ghen. Đâu cũng là hàng xóm nha. Ghen với đàn ông chưa? Cỏ cây qua lá, bông hoa gì có ghen không? Dạ không. Nói chung là em chỉ ghen với đa banh phụ nữ với đàn ông thôi. Đâu mà rộ chồng em đi chơi nhiều quá em cũng không thích nữa. Thấy khó chịu lắm. Ví dụ mà hai chồng tối về á đang nằm với nhau, có thằng cái anh cứ xuống nhà anh gọi 9-10 giờ đêm mà em nổi đi em la chồng em quá trời luôn, nói lần sau không có cho gọi giờ này nữa. Giờ này là giờ của tôi. Có cái câu chuyện nào mà về cái chuyện mà ghen mà em ấn tượng? Có gần đây nhất anh nói dối em á, là anh nói là anh đi công tác Thái Lan, em muốn tin lắm. Nhưng bị cái xui bữa đó là ông sếp ông điện cho bên em là nói là ủa sao hôm nay Hà không đi làm mà không anh không có liên lạc được. Rồi báo cáo là thôi chết rồi, giờ kiểu này là không có phải đi Thái Lan rồi. Đó cái xong chồng em khóa máy hết rồi, tại đang diễn đang ở bên Thái Lan mà. Khóa máy hết, chuẩn bị sẵn 2 clip lúc mới tới lúc thức dậy trong khách sạn gọi cho em như thiệt vậy đó. Cái em tức quá em không biết làm sao hết. Cái em ngồi bắt đầu em soi từng tấm hình một. À cái này chụp trên máy bay của hãng Jetstar đúng không? Cái em điện lên Jetstar. Giờ đó có chuyến bay đi Thái Lan không? Người ta không. Có chuyến bay đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Rồi Hà Nội thì sao quá không đi, chỉ có Đà Nẵng, Nha Trang thôi. Thì thôi chết rồi, chắc dẫn con nhỏ nào đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng hoặc Nha Trang rồi. Trời ơi, em không biết làm sao em soi trong cái clip á. Ở bên Thái Lan gì mà chữ ở trong khách sạn là chữ trong toilet là tiếng Việt. Vui lòng bỏ giấy vô thùng rác vậy đó. Trời ơi, em tức quá không biết làm sao luôn. Cái này nó khóc quá trời luôn. Lúc mà chồng em về tới sân bay em mới liên lạc được nó đang ở đâu. Nó mới từ Thái Lan về nè, còn chụp cái thùng hàng cho em như thiệt, nhưng mà thật ra cái hình nó là chụp cách đây mấy tháng rồi. Đó, nói vậy mang passport về. Ví dụ mà đi Thái Lan thì có phải có dấu xuất nhập cảnh này kia. Rồi xong tiêu về tới nhà kêu anh quên mang passport về rồi, kêu anh nói thiệt cho tôi. Anh đi đâu? Hãng Jetstar giờ đó không có đi Thái Lan. Cái bắt đầu mới lòi ra đi Hà Nội. Dạ đúng rồi. Đi với ai? Dạ đi một mình. Tại sao lại đi một mình? Không phải có bồ đúng không? Đi một mình mắc mớ phải giấu với gia bộ đi Thái Lan. Thì lần đó là em đi về em giải quyết một chút công việc gia đình mà em thì thường em làm được gì em ít khi em nói với mọi người lắm, em sẽ tự giải quyết trước. Thì hôm đó thực ra là cũng bị lộ bởi vì cái phần mềm nhắn tin á. Thì hôm đấy mới phát hiện ra là nó có cái chế độ là quay hình này kia đó. Thấy có cái quay đấy là quay hoài, quay mấy cái để cho vợ luôn. Em mới nghi, sao này chu đáo quá trời quá đó. Bây giờ cho em trước đó hà, nãy giờ là coi như là vợ em như là giành á, coi như là giành thế thượng phong, chứ bây giờ tới em nó cho em kể xấu bài mà. Vợ có cái tính xấu gì không? Ngoài ghen ra. Bị cái tật là không cẩn thận, là làm cái gì là bắt đầu vứt bừa vứt bãi, em toàn là người dọn lại thôi. Ví dụ tủ quần áo em ghi rõ, trên tủ em ghi rõ là chỗ này là quần áo gì, chắc là được 2 ngày. Là lại lội đâu vào đó hết. Đâu vào đó hết, lại em lại phải dọn lại. Rồi. Còn như vậy. Xấu ăn ấy. Lúc đói ấy, là giống như bị nổi khùng ấy. Ăn vào cái ấy, lại vui vẻ bình thường. Đói là như là bị không khùng, là cọc tính. Mỗi lần cãi nhau có bao giờ mà quánh em không? Quánh suốt ngày luôn. Vừa mới cưới được về mấy ngày cái là bẻ cái quạt rồi. Rồi có lần em đi nhậu, nên là cũng cục tính luôn, là bắt đầu lấy bia về đổ hết ra giường này kia. Xong lúc sau là thôi năn nỉ xong rồi bắt đầu ăn cơm lại vui vẻ, lại mang mền gối đi giặt. Con nít đó dễ dụ ghê luôn á.
rồi khóc có cười đó. Có khi nào mà hai vợ chồng cãi vã nhau, ví dụ như không kèm hãm được mà ghen tại ngoài đường không? Cái đấy là chuyện thường xuyên luôn. Khi thường xuyên hả? Đang đi xe nhảy xe. Nhảy rồi làm gì? Nhảy rồi bắt đầu là gào thét nhảy gào giữa đường. Tại vì em biết là bây giờ là em đang có em bé nên là chồng em rất là nâng niu tinh tiên. Đàn dạ, bây giờ mấy tháng? Dạ, 5 tháng. Ôi là hai bạn lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, mới có 7 tháng à. À vậy á, yêu nhau 5 năm mà lấy được 7 tháng. Rồi rồi với mẹ chồng thì sao? Con nít về rồi rồi nói chuyện với mẹ chồng. Tại do cái tính con nít nữa. Tính con nít thì thành ra là mẹ chồng em là người Bắc nên nên là cũng để ý lời nói qua lại, nhưng mà vợ em vô tư giống như với bạn á, ví dụ như em đi đá banh hay là đi nhậu gì đó, xong rồi vợ em nói chứ anh Hà bỏ đi là để mẹ lùi thổi ở nhà như con chó con á. Trời ơi trời. Rồi mẹ em sao? Mẹ có nghe không? Mẹ đứng hình luôn. Mẹ đứng hình luôn. Mẹ đứng hình luôn. Mẹ có giận không? Dạ không, mẹ cười, mẹ kêu cười. Không thua con đâu. Dễ thương không? Sau mới nói lại với em đấy, nó nói vậy đấy. Rồi cô ấy còn phát ngôn cái câu nào mà ấn tượng với mẹ chồng không? Hả, em với mẹ chồng em kêu bằng hai tụi mình không à? Ủa vậy hả? Em dạ. Em nói với mẹ hả? Dạ em quen rồi, kiểu như là mẹ hôm nay hai tụi mình đi siêu thị đi. Đi siêu thị mua đồ đi, mẹ kêu ơi con này sao lại mẹ với con mà lại hai tụi mình. Ủa nhưng mà nó nghe nè cưng, em nghĩ là mẹ không buồn hả? Em nghĩ là mẹ không có giận em, tại vì mẹ biết tính của em á, nên là em cũng cố gắng cải thiện lắm, nhưng mà kiểu cái thói quen á em ăn nói rất là vô tư. Nhưng mà có bao giờ em có cảm nhận là mẹ buồn không? Mẹ cũng nói rồi, cũng kể là Hạnh như vậy đó. Tại mẹ em cũng tâm lý nên mẹ sẽ nói để cho em về nói lại với vợ em, thì sau đấy thì em cũng nói là sau này vợ em sửa dần. Nhưng mà em cảm nhận là mẹ buồn đúng không? Cũng hơi buồn. Buồn nhưng chứ. Nhưng mà mẹ em là đang ở chung với em hay là? Tại hiện tại thì mẹ đang ở ngoài Bắc rồi kìa. Rồi bé dâu có muốn nhân cái dịp này muốn phân trần với mẹ không? Chắc là cái đó là do con vô tư con ấy chứ không phải là con hổn hay gì không? Dạ thật ra thì em với mẹ chồng em hiện tại là cũng đang buồn giận nhau. Dạ, vậy hả? Lý do? Em năn nỉ mẹ vô quá nhưng mà mẹ không có vô, mẹ đang còn giải quyết công việc á. Khi em mới buồn em nói mẹ thôi mẹ thích vô không vô thôi con không quan tâm nữa. Thì chắc mẹ em cũng buồn lắm. Nên là nhân chương trình này thì em cũng muốn gọi lời xin lỗi mẹ. Là con thật sự là con rất là thương mẹ, con rất là toàn tâm toàn ý với mẹ. Nhưng mà đôi lúc là tính cách con trẻ con nên không có suy nghĩ được trong cái lời nói và hành động. Mong mẹ tha lỗi cho con. Thì cũng nói với lại các bác, ba mẹ của Hà, các bác thông cảm cho cô dâu miền Nam. Tại vì á, lại tính chất vùng miền, người Nam thì rất là bộc trực, vô tư bộc trực lắm. Có làm sao nói vậy? Có nghĩa là trong tâm của những cô con dâu miền Nam á, rất thương cha mẹ, nhưng mà cái cách thể hiện chưa được khéo lắm. Thì hai bác 9 bỏ làm 10 bỏ qua cho cô dâu, và từ từ á, cô dâu sẽ tự sửa. Và chắc chắn là cái gia đình con trai của mình á, hòa thuận ấm êm, con mình không khổ thì mình cũng vui sướng. Đó là một cái chia sẻ của bản thân Vân đối với các bác. Còn ngoài ra thì chị thấy vậy nè cưng, cái phong tục tập quán người Bắc á, các cụ á, nhìn con dâu, tức là cái lời ăn tiếng nói á, nó cao hơn cái mâm cỗ nhiều. Em hiểu không? Nhiều khi á, em không biếu các cụ một cái gì, nhưng mà cái lời nói của em á, nó thuận tai các cụ, là các cụ chỉ cần nhiêu đó thôi. Chứ còn không phải là mình đưa một đống tiền, hoặc mình đưa một đống vật chất hoặc quà cáp, rồi là mình nghĩ rằng là như vậy là mình làm tròn trách nhiệm. Không có đâu, cái đó là cái phong tục. Thì bây giờ nếu mình làm dâu xứ Bắc á, thì mình cũng nên gọi là mình nghiên cứu một chút cái điều đó. Còn ngoài ra thì chị thấy các em bớt cái tôi của mình lại. Nãy giờ là vợ kể chồng kể là biết cái tôi của ai cũng dữ dội lắm. Đừng coi vợ em là con nít nữa, phải chia sẻ để thấy là người vợ là phải như vậy, lúc nào cũng phải gánh vác chung với chồng, của chồng công vợ mà, đúng không? Thì từ từ vợ em sẽ thành người lớn, em yên tâm đi. Chuẩn bị rồi. Có em bé ra là tự nhiên là lớn liền. Rồi. Cảm ơn hai em nha. Cảm ơn tụi em. Tên là Văn Mạnh, hiện tại em 30 tuổi, em đang làm nhân viên bảo trì công ty. Rồi. Cô dâu 8 tuổi. Tên gì? Dạ chào anh chị ạ, em tên là Ngọc Đào. Hiện nay em 25 tuổi, đang làm kế toán. Nhỏ hơn 5 tuổi đúng không? Dạ. Hai người quen nhau lúc nào? Ai cua ai trước? Dạ em cua trước. Em cua trước đương nhiên rồi, vợ đẹp quá mà. Vợ có đôi mắt trời ơi nhìn đã chứ sợ luôn ha. Đôi mắt của em á nha, bằng hai đôi mắt anh á. Bự quá mà. Anh đoán nha, lần đầu tiên em gặp vợ em có phải là em ấn tượng về cái đôi mắt của cô? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em ấn tượng về cái khuôn mặt tròn xịn và cái đôi mắt rất là to. Đẹp ha. Dạ. Trắng trẻo nữa đúng không? Dạ đúng rồi, trắng trẻo. Nhưng mà lúc đó gặp là đang đi làm hay là đi học? Dạ hai đứa em ăn hủ tiếu chung một cái quán á. Hỏi. Nè, hủ tiếu bò viên, hủ tiếu Hoành Thánh hay là hủ tiếu gõ? Hủ tiếu gõ ngoài lề đường. Rất là dung dị, rất là đời á. Đâu kể nghe coi. Mỗi lần mà em đi vô quán thì thường là vợ em là sắp về rồi. Có một lần đó em vô sau, cái là cái cô hủ tiếu của nó là mối tới. Có nghĩa là vợ em là mối gì cái quán đó. Mà em cũng là mối vậy đúng không? Dạ. Xong cái em biết là mối rồi, cái qua bữa sau em lại ăn nữa. Em hỏi cái cô chủ quán á là biết hai người đó, tại lúc đó vợ em hay đi chung với một cô bạn gái nữa.
đó. Sau em hỏi cổ, cổ nói là hai đứa đó thì học ở trường Lạc Hồng á, ở gần đây. Cho nên em nói là cô xin giùm con số điện thoại của cô đó đi. Nhưng mà cô xin thì cô này không cho. Cô này nói là chắc anh này là làm công nhân công ty gì đó, hay là đang lao động gì đó. Là cô này nói dạ, dạ không thích. Cô này đòi đòi quen từ trưởng phòng đến giám đốc cho lên thằng nữa. Dạ, chị biết sao? Cái cô đó nói với em á là có thằng kia kìa, nó xin số điện thoại của con. Em nói là cái anh đó làm sao? Cô nói là anh đó thấy nó đi làm rồi, mà nhìn nó cũng già rồi, ba mấy tuổi. Mà lúc đó em là sinh viên năm 3 á chị. Nên em nghĩ là thôi già quá không quen. Cái cô nói là vậy sao, có cho số điện thoại không? Cái em nói dạ thôi không cho. Cái cô nói hai đứa ăn gặp nhau hoài à, mà sao con không thấy người đó hả? Không thấy. Em nói con không thấy, cái lần sau cô chỉ mặt đi. Khoảng cỡ 6 tháng sau anh chị. Trời ơi, ăn 6 tháng, ăn hồ tiêu 6 tháng luôn rồi. Em ăn đó, cái đó là từ năm nhất tới năm 3 rồi. Câu 180 câu. Cái đợt đó là tháng đó là tháng 7, trời mưa râm râm á. Cái ảnh ngồi góc kia, em ngồi góc này. Cái cô nói là đó cái thằng đó, đó nhìn ảnh, ảnh nhìn cúi mặt xuống nhìn em, nhìn em cũng cúi mặt xuống, thấy ngại mà thấy ảnh cũng dễ thương. Không cho luôn. Khoảng một tuần sau lại gặp tiếp. Như là có duyên hay sao anh chị? Nhưng mà gặp trong một tuần đó là ngày nào cũng ăn chứ đúng không? Dạ không, tùy lắm, có khi thứ hai ăn, có khi thứ sáu, bảy ăn vậy đó. Rồi gặp sao? Thấy gặp ảnh, cái ảnh qua bàn cái bên ngồi đối diện em nói chuyện. Ôi trời, qua luôn à? Tại bữa đó trời mưa. Xong cái đầu gán can đảm để tỏ tình, hỏi ở đây mình học anh văn chỗ nào rồi đó, để mà mình xin kiểu như làm quen á. Cái cô ta nói đi ra trung tâm mà học. anh giả bộ, anh nói anh hỏi em thì chắc anh này em giả bộ thôi. Chứ anh đi làm rồi giờ không anh đang làm gì nữa. Cái em nói là nè, em không biết. Mà lúc đó anh nói chuyện với em hả, cái mặt ảnh đỏ như cái cà chua vậy. Cũng như lớp vậy nha. Mắc cỡ mắc cỡ đúng không? Nhưng mà mặt em nó có đỏ không? Dạ không biết. Rồi cuối cùng là vẫn không cho số điện thoại luôn. Dạ không cho. Vậy là cái cô hủ tiếu là chắc chắn là cô yên tâm là ngày nào cũng có hai tô á. Đó, nói chung thật ra trong câu chuyện này người lời nhất là bà bán hủ tiếu. Thì đó. Bạn này chắc chắn là ngày nào cũng phải đến quán hủ tiếu. Dạ không, ở trên trên đường về là anh chạy qua, chạy ngang qua cái quán. Nhà em với cái quán hủ tiếu đó sao? 10 cây, cách 10 cây. Hôm nào thấy cổ thì tắt vô ăn, không thấy cổ em cho số điện thoại cho cô hủ tiếu đó luôn. Nếu mà thấy cô đó ăn thì nhắn cho em. Trời ơi. Trời ơi, cái bà hủ tiếu đó bây giờ bà bán không? Dạ còn. Đám cưới chắc chắn phải mời cổ rồi đúng không? Dạ có. Cưới là phải mời đó. Bà hai chứ bộ. Bây giờ mình đi thẳng này đi, đến bao lâu thì em mới có cảm tình với anh này? Đó là qua ngày hôm sau à. Cô này em vô là hai đứa tình cờ gặp nhau nữa. Nhỏ bạn thân em á lúc đó nói là nếu mà hôm nay mà có duyên gặp ảnh một lần nữa thì lấy số điện thoại của ảnh luôn. Cái bữa đó ra gặp em ngồi trước, xong tí nữa thấy ảnh chạy xe tới cũng được luôn. Hết hồn. Cái lúc đó ảnh ngồi vào bên bạn kia, ảnh không dám ngồi gần em nữa. Đâu có nghĩ là có mật báo đâu. Đó đó. Chú nghĩ là có duyên. Chú nghĩ là có duyên không à? Bà hủ tiếu mà khùng lắm. Rồi sao, rồi sao? Xong cái lát sau đó là có mưa không? Bữa đó là đúng rồi ngày đó ngày nào gặp nhau cũng mưa. Bảy. Ôi trời ơi, mừng quá. Bảy. Dạ em về xong ra xin số thờ, xin cô hủ tiếu lấy số điện thoại của em luôn. Xin cô hủ tiếu. Nhưng mà chị hỏi nè. Dạ. Em sao mà em mê vợ em dữ vậy? Tại vì mình thấy vợ em, thấy vợ em là có cảm giác nó khác lạ với người con gái bình thường. Ừ, khác lạ đúng không? Dạ thấy nó cảm giác nó thân thích lắm. Thân thích lắm. Mình quen biết từ lâu lắm rồi. Thôi chắc là thân, chắc là trong tiền quen đó, kiếp trước kiếp rồi chứ có cảm nhận đó chị. Chắc là kiếp trước cũng có gặp gỡ rồi. Hôm nay cái hủi giật hủi giật nó à. Trời ơi khổ quá. Kiếp này phải trả bằng hủ tiếu. Đó. Rồi, cái đêm đó là có số điện thoại rồi. Kể từ sau đêm đó là có đi đâu chơi không? Dạ chỉ cần sau một ngày luôn. Sau một ngày sau là hai đứa hẹn gặp nhau. Rồi bà hủ tiếu mất mối. Dạ bữa đó không ăn hủ tiếu không thôi. Hủ tiếu nữa, hẹn ra quán cà phê. Thì đó bà bữa đó bà mất mối rồi. Rồi sao? Đó là cũng trời mưa tầm tã lắm, mưa ghê gớm lắm. Thành ra nó lỡ hẹn rồi, bây giờ không lẽ không tới mặc, em phải mặc áo mưa tới. Lát giờ em ra có một sự khác biệt kinh khủng luôn. Là sao? Sao? Giờ em muốn biết cái sức dầu thơm hay gì đổ lên hay sao mà cái mùi giống như đi tới đâu là lan tỏ cả cái khu phố luôn. Mà trời mưa còn nghe vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi xong cái hai vợ chồng em đi ra ngoài cái quán cà phê ngồi á, thì ngồi đối diện nhau nè. Xong cái mùi nó nồng nặc quá, nó chịu quá hết nổi rồi. Xong em nói là thôi giờ mình đi dạo đi, chạy xe chở vợ em đi dạo đi vòng vòng cho nó bớt đó, cho nó bá bớt mùi đúng không? Dạ. Bá bớt mùi. Ủa nhưng mà em có biết là anh khó chịu với cái mùi dầu thơm? Dạ không biết, tại lúc đó em xích dầu thơm lên á thì em không ngửi thấy mùi gì hết. Em ngửi thấy mùi em xích hoài vậy. Vậy hả? Không thấy mùi gì hết, chỉ thôi đi chạy đạp đi luôn. Với lại lần đầu hẹn hò mà phải tắm dầu thơm thôi. Rồi kể từ sau cái đêm mà coi như là hửi đó thì là bao lâu thì hai đứa quen nhau chính thức yêu nhau? Chắc cỡ vài tháng sau. Vài tháng sau? Dạ. Họ ăn hủ tiếu được không? Dạ có chứ. Rồi đúng rồi. Chứ đừng bỏ, đừng quên hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là cũng thường xuyên xuống dưới cô lắm, thăm cô hoài. Bao lâu thì các em cưới nhau? Dạ tụi em quen nhau khoảng 3 năm mấy cưới. Dạ cưới được bao lâu rồi? Gần 10 tháng. Quá son.
có em bé chưa? Dạ có. À, 2 tháng rưỡi. Dạ. Chúc mừng hai em. Trời ơi vậy mà ốm quá ha. Ước gì ước gì. Không, người ta có bầu mà người ta còn như vậy đó, mà đây không có bầu. Khổ tâm, khổ tâm. Nghe câu chuyện của hai bạn, cái giai đoạn đầu gặp gỡ và làm quen xin số điện thoại qua xe hủ tiếu gõ đó, một câu chuyện tình rất là lãng mạn, rất là ngôn tình. Vậy thì bây giờ sau khi cưới về rồi, hai bạn có lãng mạn, có đẹp như là cái thời mà hai bạn mới quen nhau? Cũng có hay ghé cô rồi ăn hủ tiếu rồi trò chuyện vậy thôi. Một tháng, hai tháng mới ghé thôi. À, có nghĩa là giờ hiện tại là mình ở xa cái chỗ đó nữa, nên là không có tiện thời gian. Nhưng mà lấy nhau xong rồi về có thấy những cái gì mà vỡ mộng về nhau, ngôn tình quá chị nghĩ chắc không có gì đâu ha. Có. Dạ có. 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 Đợi nghe trước đi. Ảnh có cái tật là ảnh mê đá banh, đi đá banh suốt vậy á. Mê là mê đi đá banh hay là mê coi? Mê đi đá banh. Đầu thời gian đầu cưới về á chị, ảnh nhắn tin ảnh nói chiều nay anh đi đá banh nha, mà em nói không được đi, em cần nhằn vậy về nhà cũng mất tiêu. Vậy cũng đi, đi vậy 7-8 giờ tối mới về. 7-8 giờ tối về cái em lại cằn nhằn nữa, ảnh ở đằng sau không đi. Mấy ngày sau nữa ảnh là không nhắn tin nữa, em nghĩ là chắc ở nhà ngoan rồi, ai đâu về nhà thấy mất tiêu luôn. Đi đá banh nữa. Dạ. đi đá banh nữa. Nhưng mà đi banh quá. Nhiều khi đi đá banh á, vợ em lại hay ghen là nó đi đá banh giả bộ đi đá banh, đi quen cô nào cũng phong long vậy thôi đúng không? Nhưng mà em nghĩ sao em đi mặc đồ đá banh mà đi của ai được? Có, bây giờ mấy đứa chụp gôn toàn nữ không à. Rồi tật xấu gì nữa? Anh có còn ngôn tình như hồi lúc yêu nhau không? Cũng không ngôn tình gì mấy. Lúc trước thì hay tặng hoa, nè giờ ít rồi, không có tặng hoa nữa. Tặng hoa nói tặng mua chi tốn tiền. Mất hứng liền đúng không? Nhưng mà thật ra trong lòng rất là thích. Rồi bây giờ tới chồng đó, bây giờ vợ em cô có tật xấu gì không? Tật xấu của vợ em là thường nhiều khi làm xong rồi bỏ đồ tung tung, đi kiếm không được rồi nói là chắc em lấy em đi cho nhỏ nào rồi. Xong rồi thích đọc chuyện ngôn tình. Em sợ đọc như đó rồi nhiều khi mình có những cái tưởng tượng về những cái cảnh mà yêu đương ước ác rồi đó, khi nó ảnh hưởng, ví dụ như so sánh người trong đó với chồng mình rồi đó. Dựa vô đâu mà em nói là ảnh hưởng tâm lý? Ví dụ như đọc rồi có thưởng thức, có khóc lóc, có sụt sùi không? Có, đang với chồng khi đang ngồi nằm nói chuyện nhau rồi quay qua cái giờ ngồi khóc thành thành. Hỏi vì sao? Hỏi đây em đang đọc truyện. Có cái nào mà vợ em bắt em phải hành động một cái hành động mà rất là lãng mạn, giống như là một câu chuyện trong cái chuyện mà bọn em đọc? Dạ không, nhưng mà chỉ tưởng tượng thôi. Chỉ tưởng tượng em thì sao được vậy không? Ước gì đó, dạ, ước dạ, gì đó phải không? Rồi, dạ. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt bừa bộn tí thôi. Chỉ như thôi. Dạ. Còn vợ sao? Chỉ mong là ảnh bớt mê đá banh, quan tâm đến em nhiều hơn. Thôi cái cặp này dễ thương quá trời luôn à, ngôn tình quá đi. Tìm hoài tật xấu với nhau tìm có ra. Giờ chị chương trình chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc. Và những cái mà nhỏ đó thì nó không đáng kể. Cái đó chưa thể xếp nào là tật xấu được rồi. Đúng không? Tụi em có thể tự điều chỉnh được. Mà chúc em hạnh phúc nha. Cảm ơn anh chị. Chào em. Rồi. Chào chú Thuận. Chào chị Văn Vân. Rồi, mời em ngồi. Em cứ ngồi. Cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung. Quê quán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Ở Trung, Bình Định. Trung Bình Định. Mới vô luôn. Mới vô ngày hôm qua. Cả hai chồng luôn. Dạ, chồng luôn. Wow. Đêm qua có đi khám phá Sài Gòn không? Đi gần xíu không? Đi xíu hả? Dạ. Chào mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Huy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Mới có 21 tuổi thôi á hả? Dạ. Ôi, trong... là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Huy, công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Dạ. Và hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đoán nữa, đây anh tài xế. Này. Dạ. Tài xế. Tài xế chắc là đi lại. Đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi về gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Dính đồ, không dính. Em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được lắm. Chị phải dẫn cho em là Mai. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp, thật đẹp của mình được không ạ? Đó, rồi. Dạ. Câu chuyện làm mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ ơi, chưa muốn. Thôi cố gắng chị anh ơi, theo chị đi ra người đó, phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái, được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ, dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mơ liền. Dạ. Đúng không? Cũng được. Chứ sao được, dạ. Quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè, không nói chuyện hay là...
nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình, bực mình đúng không? lên xuống làm gì Hảo Quy, lên xuống làm gì? Tại cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em gặp anh này, em thấy sao? Để gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là lên nhìn cái ánh tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi, anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy. Dạ, khoái. Khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái vì... bờ mông với tấm lưng là... Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi. Xây một vòng cho anh coi. Xây ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, 7 tháng trăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó là dìa ra ra đêm đêm show, ra tiếp. Ra tiếp nữa. Là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đêm show ra tiếp. Đi về nhà, nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa, rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không? Là sẵn vô, nói chuyện mình luôn. Đi Ufo, xin ba mẹ đi Ufo. Cái gì? Đi uống cà phê. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày đi, hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi hai tụi bé đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. Hiểu không? Nhưng mà đi làm ông anh bảo kê. Ghê. Tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa. Hai đứa vô quán. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao đẹp với mũi cười, nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống ông trước. Không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đuổi ra đuổi. Khi về là đuổi. Đi ra giữa đường á. Là có nghĩa là sao cái bữa đó luôn, sao cái bữa đó luôn, lại đuổi luôn. Dạ. Tức là đi đặt bên chi mà mấy ngày sau là đi chơi quen rồi là anh ngồi trước ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đuổi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Lái xe xong rồi là thiện tài đó, thiện tài đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi lái rồi đi cầm tiền rồi. Cứ ra đùa vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Là ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng à? Gần tháng luôn. Dạ, gần tháng là đã đính hôn rồi. Dạ. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Dạ. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Dạ. Là đeo trước đúng không? Dạ. Hai bên gia đình thì sao? Đấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là giới bà chị giới thiệu mà. Rồi.
mà hai gia đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là. Dạ không ạ. Tại vì chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, như là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp mặt thực tế vậy nó hay hơn. Gặp trực tiếp hay hơn. Nếu mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có. Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ. Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Trăm mấy. Trăm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi riêng mà, giờ cho xem một tối gì đó là được. Là ngày nào mình có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không. Không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. À, viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Nhìn. Nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết, nó chậm chứ là chồng mình là không biết nhiều. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thực ra bây giờ người ta gặp không ai cái vô chat đó cái, bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có được. Đúng không? Đúng không? Mới lô mới ngủ luôn. Mới chừng nào mình ngủ. Nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm bây giờ. Ngủ. Đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à? Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Dạ. Đấy, hiểu không? Gọi này, nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo rồi ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau cái thổi vậy mà cái bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó, cái giọng đi, quen hơi chậu giờ, quen giọng hơi, quen giọng đó. Đó, nghe cái giọng. Giờ phải luyện à, chứ không luyện không được. Chồng nghe luôn. Lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn là hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Dạ. Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Cưng quá. Thật là dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là yeah. Dạ luôn. Tao không cần luôn. Dạ. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em, em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Ôi, mà khi mà vợ chủ động gọi lại thì thấy làm sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay này gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới rồi khoảng 8 tháng. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Rồi. Tìm hiểu. Hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Thôi cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn tự nhiên tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. Uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không?
và đêm sau. Và đêm sau mới nhưng mà sao chung thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. có bị vụng về gì không? Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết là anh là đầu tiên biết mà em cũng đầu em tiên là đầu tiên luôn. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không có vui quá là nghỉ không vui quá mà. À, rồi bây giờ là coi như là ổng với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chàng nói trước. Bé vợ dữ không? Dạ. Bé vợ có dữ không? Nóng tính lắm. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bờ bụng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Trợn mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Rồi. Sợ nó lái lại đi cho chút mình dìa lại. À, mình ra ngoài chút rồi mình dìa. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Lụm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Em đi em cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi, còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này là làm chuyện xong kia mà làm nợ quên. À, hay quên, hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đơn vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi coi. Này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó. Dạ. Làm chuyện kia bán thỏa là làm, cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Làm cô không biết làm gì ở nhà cho nên là buồn cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó. Ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được. Dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có một ngày uống 2 ly được. Ôi anh là uống có 1 ly. Sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu nổi á. Nè, uống cà phê ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á là một ngày uống cà phê không đường. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều uống bao sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không để chỉ cho để chị tin chị đi, có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi nha, rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm, cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó bây giờ gạt ra cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha, nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta, hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được, mình làm cho vợ mình mà đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm, nói nhiều với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi đang nói mà em chiên vậy, em chiên vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á, nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi nhiều khi bực mình cãi lộn quấn luôn à. Rồi, em quấn chồng miết à. Em quýnh cho biết hả? Dạ. Không quýnh rồi, bỏ đi chơi. Thôi đi chơi. Ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại mở em đi chơi luôn. Bỏ rồi tới bao lâu? Mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có.
cũng tắc nhiều là nhiều lắm đấy ạ. Tăng này, tắc à. Dạ, thằng có vậy muốn lại không? Sao quấn được? Vợ sao quấn đâu quấn được đúng không? Vợ ừ. Rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có dạ. Ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. À. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á, thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? À? Gươm nữa. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Yeah. Ghen mà chối. Dạ. Yeah. Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á, thì anh nói thằng nào à? Thằng nào? Ừ, thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi, ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Yeah. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu đường phải tật xấu tốt. Đâu. Đường tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng ra ăn cơm thế này. Ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng mông lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó, lần đầu tiên người ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng gì nó ốm. Dạ. Thiệt mà, vỗ nó phải cả. Xả ra mới ốm được. À, rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói cho ngang, bớt cái tính đó. Ừ. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi, nhưng mà nhiều khi em tưởng như là con của mình. Gì đó hả? Con nít dữ lắm à. Dạ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt lo việc nhà. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game cứ không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nó chơi game đó. Đúng rồi đấy em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là à mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắc hột quá đúng không? Dạ, cường, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắc hột đâu? Bị cườm á phải không? Vậy dạ. Thì càng hạn chế coi điện thoại dạ. Lại nữa. Đúng rồi. Dạ. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. À, gần 3 tháng. Dạ. Yeah. Dạ. Ba tháng hả? Dạ, gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Dạ. Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. À. Bây giờ này, có một trò chơi, ví dụ như tối, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối bắt chồng ngồi, bắt đầu luyện chữ. Dạ. Luyện chi biết không? Mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy. Cho dạ. Mình đỡ cực. Hiểu dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm. Vừa phải cho bú, vừa phải chăm sóc thế này, này kia nọ rồi. Bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt. Dồn, bắt ổng. Hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ. Đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn à. Ừ. Đó, cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi, chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha. Và chúc hai mẹ con vui. Dạ vâng ạ. Rồi.